Xin chào các bạn đã quay trở lại với review công nghệ. Với hơn 5 triệu đồng, nếu anh em muốn tìm một con máy có cấu hình ngon để mà chơi game các thứ, tối ưu nhất vẫn là hàng sách tay rồi. Và trong tầm này thì ngoài những con máy đến từ nhà Xiaomi, Redmi ra thì vẫn còn Realme. Ở đây mình đang có một chiếc điện thoại đến từ nhà Realme, đó là con Realme Q5 Pro này, hay còn có tên gọi khác là GT Neo 3T. Và với mức giá này thì em này nó có những gì để đối đầu với những chiếc điện thoại đến từ nhà Xiaomi? Đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video chi tiết anh em nhé. Với mức giá 5 triệu, hơn 5 triệu một tí thôi, thì anh em có thể mua được một chiếc thoại này ở Nam Bell Store. Anh em có thể bấm ngay cái đường link ngay dưới phần mô tả để mà tham khảo thêm những chiếc máy giá rẻ mà có cấu hình cực kỳ ngon cho anh em. Quay lại với chiếc máy này thì tổng quan mình nhìn nó giống y chang con Realme GT Neo 2 thôi, hay là nó khá giống với những chiếc thoại đến nhà Redmi, như là mấy con kiểu Redmi Note 1T Pro gì đấy, kiểu thiết kế như vậy, cũng khá là đẹp. Cái này thì tùy vào mắt mỗi người thôi, nhưng mà với thiết kế bo cong như này thì cầm nắm anh em cứ yên tâm, nó cực kỳ là thoải mái cho anh em dùng lâu, chơi game đồ các thứ không hề bị cấm tay. Đối với mình thì mình vẫn thích cái kiểu thiết kế như này hơn mấy con cạnh vuông. Chiếc điện thoại mình đang có đây là phiên bản màu vàng, phần họa tiết caro ở mặt lưng đây thì nó nổi lên khá là rõ, nó rõ hơn với những cái màu khác như là màu đen. Màu đen thì nó bị chìm những cái họa tiết như thế này, nhìn kiểu như bàn cờ vua anh em ạ. Được làm bằng nhựa thôi, đây cũng thể coi là một cái điểm anh em hơi phân vân, nhưng mà thật sự trong cái tầm giá như thế này nó đã có nhiều điểm vượt trội rồi, nên là vẫn có thể đánh đổi được với cái phần chất liệu như thế này. Kiểu hơi nhám nhám một xíu, sờ rất là sướng, nó không bị bắn ngón tay nhiều. Tuy là nhựa nhưng mà nó rất là chắc luôn anh em ạ, không hề bị ọp ẹp. Đây anh em nghe tiếng này, rất là cứng luôn. Nó có chữ Realme được in rất là rõ ràng ở đây. Cầm camera như này thì mình thấy là đẹp, cũng rất là gọn gàng. Phần cảm biến thì không bị nhô lên quá cao. Phần viền này thì không được làm kiểu giả kim loại như một số con máy ở thời điểm tại. Anh em cầm vào là biết nó bằng nhựa luôn. Được làm bo cong với mặt lưng như thế này cho cái cảm giác máy nó khá là mỏng khi mà cầm. Cái cách Realme đặt cái phím cứng như này mình rất là thích luôn nha. Được đặt ngay giữa chính thân máy luôn. Thao tác bấm của mình nó rất là dễ dàng, không cần phải với gì cả khi mà sử dụng ở một tay. Khai SIM ở dưới thì em này không được hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đâu anh em nhé. Nó chỉ có hai SIM mà thôi, nên là cái điều này anh em nên cân nhắc. Và cũng hơi tiếc là không có jack 3.5, anh em mua về chơi game khá là cần, nhưng mà em này là không có. Về màn hình thì anh em có thể nhìn thấy luôn, nhận xét của mình thì phần viền như này không phải là quá mỏng, nhưng mà nhìn vào vẫn rất là đẹp. Viền xung quanh thì nó khá đều nhau, phần dưới thì nó hơi dày một tí thôi anh em nhé, nhưng mà nói chung thì vẫn được. Anh em sẽ có cái phần camera đục lỗ được đặt sang một bên góc như thế này đây, nhìn khá là gọn. Mình thì mình muốn cái màn hình em này nó cũng hơi cong cong một tí, nhìn nó đẹp, nhưng mà đây là một màn hình phẳng thôi, mà phẳng thì anh em dễ dán cường lực cũng rất là ok. Có kích thước màn hình là 6.62 inch, tấm nền là AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng, mật độ điểm ảnh là 398 PPI, với 120Hz lướt chạm các thứ thì cực kỳ là mượt mà rồi. Độ sáng em này thì tối đa là 1300 nit, rất là sáng rồi nhé. Mình có sử dụng ngoài trời em này thì cái khả năng hiển thị của nó đối với mắt mình nó vẫn rất là thoải mái. Còn đây là một cái kích thước theo mình thấy thì nó rất là vừa tay nữa, không cần phải quá lớn như những con máy mới ra ở thời điểm tại. Sử dụng em này mình vẫn thấy nó khá là lớn, chất lượng hiển thị em này thì quá là tốt rồi. Màu sắc hay là chi tiết thì nó đều rất là ok. Mật độ điểm ảnh thì nó gần như là 400 PPI như thế này thì anh em sử dụng con này đảm bảo là không thể nào thấy điểm rỗ được. Và với 120Hz thì em này thì quá ngon với tầm giá này rồi. Anh em có thể bật hoặc tắt đi, tất nhiên là tắt thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn anh em, mà mình nghĩ thì có bật lên sử dụng cho nó sướng anh em ạ. Tiếp theo là một điểm nổi bật cho em này, được trang bị một con chip khá là mạnh trong tầm giá như vậy, với Snapdragon 870. Đây không phải là một con chip mới mẻ gì cả, tuy nhiên thì cho tới thời điểm tại những tác vụ bình thường nó đáp ứng dư sức luôn. Còn chơi game trên em này thì điều tất nhiên rồi, thực sự thì chẳng mấy ai mua con này để mà dùng bình thường cả các bạn ạ. Các cái tựa game cơ bản như là Liên Quân, Túc Chiến anh em yên tâm vẫn được làm max setting luôn nha. Và với 60fps cực kỳ là mượt mà, kể cả trong những cái combat lớn thì nó diễn ra vẫn rất ổn định ở mức là 58, 59, 60 chứ không hề bị drop quá là sâu. Còn với tựa game PUBG thì dù là nó có nặng hơn một tí nhưng nó vẫn lên được đồ họa là cao nhất và 60fps. Tuy nhiên thì mình thấy tốt nhất anh em nên chơi ở mức đồ họa gọi là trung bình thôi, và FPS là 60 hoặc là mức độ họa mượt là càng tốt anh em ạ. Nếu mà anh em chơi lâu để tối ưu được cái nhiệt độ của chiếc máy này, chứ anh em chơi tầm 2-3 game mà để đồ họa cao quá thì mình thấy nhiệt độ nó sẽ hơi cao, 47-48 độ, còn em có tản nhiệt thì ok, có thể thoải mái. Còn về FPS trong cái quá trình chơi game của mình thì nó vẫn ổn định thôi, không có hiện tượng bị khựng lag gì cả. Tuy nhiên thì nhiệt độ trên cái con chip 870 thì anh em biết rồi, còn khi mà chơi game thì nó sẽ có game space cho anh em lướt từ cạnh trái qua như thế này. Đây nó sẽ hiện ra như thế này cho anh em tùy chỉnh
chỉnh các tính năng ở đây nó cũng khá là cơ bản với một vài mẫu máy gaming rồi. RAM ROM với cái bản mà mình đang có ở đây là 8128, để mà anh em mua về lưu trữ cơ bản hay là đau game các thứ thì cũng rất là ok thôi, đủ dùng cho anh em. Nhưng nếu anh em muốn lưu trữ nhiều video hình ảnh thì anh em nên cân nhắc lên cái bản 256, vì con này không được hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, lúc đầu thì mình có nói rồi. Còn 8GB nó vẫn cực kỳ là thoải mái cho anh em đa nhịp nhiều app, nhiều game khác nhau. Nó còn có mở rộng thêm 8GB ảo nữa đây, nhưng mà mình không cần mở rộng thêm gì cả anh em ạ. Với 8GB mọi thứ với mình nó vẫn rất là mượt mà rồi, lướt qua lướt lại không có hiện tượng bị chất lag gì cả. Android cho con này vẫn được lên là phiên bản Android 13 mới nhất rồi, Realme UI 4.0. Con này thì mình lên bản quốc tế rồi, có tên là GT Neo 3T ở đây, dùng rất là ổn nha, không hề bị chậm thông báo gì cả. Nói chung là anh em cài ROM quốc tế thì dùng này kia định vị các thứ thì nó chuẩn hơn rất nhiều rồi, nên là anh em cứ yên tâm. Tiếp theo là camera, em này sẽ có 3 ống kính lần lượt là 64MP góc rộng khẩu f 1.8, 8MP góc siêu rộng khẩu f 2.3 và một cái cảm biến macro 2MP khẩu f 2.4. Với cái camera trên những con máy Realme thì anh em cứ yên tâm, về cái phần mềm của họ thì nó làm cũng rất là tốt rồi. Trên con này thì mình để chế độ HDR tự động luôn anh em nhé. Có một số lúc thì nó sẽ không nhận HDR nên là anh em có thể tắt HDR auto và chuyển qua bật tắt thủ công. Các bức ảnh thì mình có chụp ở đây rồi. Đây, trong điều kiện nắng không quá nhiều, nó có thể gọi là hơi âm u, về tổng quan thì nó sẽ hơi tối một tí. Tuy nhiên thì nó sẽ đẩy tông màu cao lên đối với một số màu nổi như là màu đỏ đây. Đây anh em thấy luôn, màu đỏ rực luôn anh em ạ. Còn về những cái màu trung tính khác thì nó chỉ ở mức bình thường thôi. Chi tiết thì mình đánh giá nó ở mức khá. Ngay cả chụp góc siêu rộng thì mọi thứ nó vẫn gọi là mức ok. Các bạn zoom lên như thế này thì chi tiết nó vẫn ổn nha. Có điều màu sắc khi thiếu nắng thì nó sẽ không được quá tươi thôi. Chụp cận các bông hoa anh em có thể thấy luôn, rất ngon. Chi tiết màu sắc rất là thật luôn. Focus xóa phông làm nổi chủ thể như thế này là ngon rồi. Gần lái các thứ thấy rõ luôn nha. Quay video thì lên được 4K 60fps rất là ngon trong tầm giá như thế này rồi. Màu sắc mình thấy nó kiểu nó sáng hơn tí. Chi tiết thì ở mức khá ổn. Zoom lên các thứ thì đây, nó hơi vỡ một tí thôi. Tuy nhiên thì cái phần chống rung mình đánh giá là nó không được cao cho lắm. Camera selfie cho em này thì nó vẫn có làm mịn da, làm đẹp cũng có, nhưng mà để mà đánh giá cao thì không anh em nhé. Nó chỉ ở mức độ nào đó gọi là ổn thôi, chứ mọi thứ nó thể hiện mình không quá là hài lòng. Nhìn cái màu da của mình nó khá là vàng, và môi các thứ thì cũng không được làm đỏ. Được cái là chi tiết khuôn mặt mình nó vẫn có chụp chân dung xóa phông như này thì cũng gọi là cơ bản thôi. Cái phần tóc của mình thì nó xóa phông chưa được ok cho lắm, vẫn bị lẹm đi và chưa được tách bạch hoàn toàn. Để nhận xét camera em này thì nếu trong cùng tầm giá, em này làm khá tốt, nhưng không phải là tốt nhất nhưng mà so với những con máy flagship cũ khác. Cuối cùng mình nhắc đến là pin, được trang bị một dung lượng pin trâu cơ bản ở thời điểm tại là 5000 mAh. Để mà dùng một ngày cơ bản với mình thì nó vẫn thoải mái thôi. Với các tác vụ như là lướt mạng xã hội, xem tin tức YouTube các thứ thì gọi là đủ, đến tối về sạc là ok. Tuy nhiên nếu mà anh em dùng nhiều hay là chơi game, chắc chắn anh em phải sạc trong ngày rồi. Và sạc của nó là công suất 80W, rất là nhanh với công nghệ VOOC. Nhưng mà đây thì nó sẽ có một cái là khi anh em làm mất phụ kiện sạc thì anh em bắt buộc phải mua lại chính sạc của nó, hay là cùng trong một hệ như là Oppo OnePlus thì nó mới sạc nhanh được anh em nhé. Và sạc em này thì mình chỉ cần tầm khoảng là 40 phút là đầy viên pin như này rồi. Ngoài ra loa liếc thì em này thì nó có hai loa cho anh em nghe nhạc giải trí là rất là ổn luôn. Ok, tổng quan lại thì chiếc điện thoại Realme Q5 Pro này, hay còn có tên gọi là GT Neo 3T, với giá ở thời điểm hiện tại nếu như anh em có dự định mua thì nên mua ngay anh em ạ. Cài ROM quốc tế vào thì dùng như bình thường, màn đẹp, chip mạnh, pin trâu, sạc nhanh các thứ. Một số điểm yếu như là chất liệu không phải là kim loại, không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài hay là không có jack 3.5 thì mình thấy nó không có gì là quan trọng cả. Thế còn em thấy sao về chiếc điện thoại này, hãy để lại ý kiến ngay dưới phần bình luận dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video lần sau anh em nhé.